mà hiểu được về ý nghĩa của việc phát tâm Bồ Đề thì cũng không phải là ai cũng có thể hiểu. Và cái cao quý của tâm Bồ Đề như thế nào? Với cái tinh thần để cho Phật tử và đại chúng được kết duyên, có một chút duyên, cho nên Thầy với cái tâm mong muốn cho Phật Pháp được trường tồn, cho nên Thầy nhiều năm tổ chức để cho đại chúng được kết duyên phát nguyện Bồ Đề. Thế thì hôm nay Thầy chia sẻ với đại chúng để đại chúng thấy được phát được cái nguyện Bồ Đề nó phải như thế nào. Thế nào mới là chân thật phát được cái nguyện Bồ Đề? Thì để chúng biết ấy, bản thân Thầy cũng là người đã phát nguyện Bồ Đề. Trước khi mà Thầy đi xuất gia ấy, và Thầy nghĩ rằng tất cả những cái gì mà Thầy thành tựu được đến ngày hôm nay, tất cả có lẽ đều nhờ cái công đức của cái Bồ Đề nguyện này. Tất cả đều ở công đức Bồ Đề nguyện này. Nếu Thầy không phát được cái nguyện ấy năm xưa thì chắc giờ này Thầy cũng không ngồi ở đây với đại chúng, cũng đang trôi lăn trong đường đời rồi. Mà chính nhờ cái nguyện năm xưa Thầy phát, và sau đó là Thầy thực hành cái nguyện đó để đến được ngày hôm nay ở đây với đại chúng như thế này. Cho nên Thầy thì tuy rằng mình mới biết ấy, cái Bồ Đề tâm của mình ấy còn rất nhỏ nhoi so với mười phương chư Phật Bồ Tát, nhưng mà Thầy thấy nó đã có những cái công đức rất là lớn rồi. Thế cho nên Thầy cũng muốn chia sẻ cái điều này với đại chúng, để đại chúng làm sao tích lũy được những công đức đầy đủ để mình chân thật phát được cái nguyện Bồ Đề. Đó. Thì kính thưa đại chúng, Bồ Đề tâm thì chia ra làm hai. Một ấy là Bồ Đề tâm nguyện, hai là Bồ Đề tâm hạnh. Đấy, như vậy Bồ Đề có Bồ Đề tâm nguyện, Bồ Đề tâm hạnh, hay gọi là Bồ Đề nguyện và Bồ Đề hạnh. Hạnh hay là hành cũng là một. Vào. Thế để chúng ta muốn thành tựu được cái gì thì phải có cái nguyện. Cái nguyện là cái mong ước, là cái tâm thiết tha. Đấy là cái nguyện. Vào. Sau khi nguyện xong rồi thì chúng ta phải hành, phải thực hành, gọi là hành. Phải có công hành, thực hành cái lời nguyện đó thì mới có thể thành tựu được cái nguyện đó. Và cho nên nguyện và hành nó có khác nhau. Nguyện ấy thì vẫn còn ở trong tâm, có khi ở lời nói, còn hành là phải dấn thân thực hành. Thầy lấy ví dụ để chúng ta cũng dễ hiểu, giống như là một người là muốn đi và đi là hai cái khác nhau. Muốn đi Hà Nội và bước chân đi thật là hai cái việc khác nhau. Muốn đi chưa phải là đi. Thầy giống rõ chỗ này không? Muốn đi chưa phải là đi, bao giờ phải cất bước trên đường Hà Nội, đấy mới thật là đi. Muốn đi mà không cất bước thì không bao giờ đến được đích. Bảo tôi muốn đi Hà Nội nhưng mà tôi cứ ngồi nhà tôi xem tivi thì có bao giờ tôi đến Hà Nội được đâu. Và cho nên phải cất bước đi. Cái hành động cất bước đi đấy gọi là hành, là hành. Cho nên nguyện rồi phải có hành để thực hành. Bồ Đề tâm như vậy chúng ta biết là có Bồ Đề tâm nguyện và Bồ Đề tâm hành, phải không? Đó. Chứ không phải là chỉ có nói một Bồ Đề tâm chung chung. Và chúng ta thấy để mà có được một cái tâm nguyện Bồ Đề chân thật cũng không phải dễ. Hàng ngày tăng ni và Phật tử chúng ta tụng kinh, thường ai cũng biết bốn cái lời thề nguyện lớn, gọi là tứ hoằng thề nguyện. Các bạn không? Tứ hoằng thề nguyện ai cũng biết. Chúng sinh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn,
Pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Chúng ta có lẽ là Phật tử thì ai cũng thuộc bốn cái hoằng thề nguyện này. Chúng ta đọc hàng ngày hàng ngày cũng đều đọc. Thế nhưng mà rồi á, cái đấy nó đã thật sự là trở thành cái nguyện của chúng ta chưa? Bốn cái lời thề đấy đúng là bốn cái lời nguyện của tâm Bồ Đề đấy. Nhưng mà chúng ta đã thực biến nó thành cái nguyện của mình chưa? Hay là chúng ta mới chỉ đọc ở trên miệng thôi, ở khóe môi thôi? Nó chưa biến thật thành cái nguyện của mình. Đã. Cho nên để mà có được cái nguyện Bồ Đề thật ấy, thì thưa đại chúng, không phải đơn giản. Đã. Không phải đơn giản. Nó là cả một quá trình gian khổ rèn luyện đấy, mới có thể xuất sinh được cái Bồ Đề nguyện này. Chứ còn kia là chúng ta mới chỉ là nguyện ở trên miệng, ở môi thôi, gọi là đọc lời nguyện thôi, chứ chưa phải thật là cái nguyện Bồ Đề của chúng ta. Đại chúng rõ chỗ này không nào? Chúng ta thực ra mà nói thì chúng ta mới chỉ giống như con vẹt học thuộc lòng thôi, và nói thế thôi. Con vẹt nó cũng có thể nói được, nhưng nó không hiểu được ý nghĩa cái câu ấy là gì, và nó thực không có tâm trong cái đấy. Ví dụ nó cũng nói là cháu kính chào bác Hoa ạ, à, con vẹt nó nói thế, cháu kính chào bác Hoa, nhưng nó không biết kính là gì cả, mà nó không thể hiểu được cái nghĩa kính trọng là gì cả. Nó cũng kính chào nhưng nó không biết kính là gì nhỉ. Thế chúng ta cũng đọc nguyện chúng sinh vô biên thề nguyện độ, à, nhưng mà thực thì cái tâm nguyện của mình nó chưa tương xứng được như vậy, nó có còn chưa thấy được nó thế nào. Đó. Thế cho này chúng thấy thực ra thì chúng ta phát cái nguyện đấy mới chỉ là gieo duyên một chút thôi, chứ còn thật sự để thành tựu được cái nguyện này thật đấy, có cái nguyện này thật đấy, có nguyện rồi sau đó rồi mới thực hành đấy, hành theo nguyện đấy. Nhưng mà để có được cái nguyện này thật trong tâm thì thầy nói là cũng rất là khó, chứ không phải là dễ, không phải là dễ. Thầy kể cái câu chuyện thầy khi mà thầy phát nguyện Bồ Đề, lúc ấy là tự mình thầy thôi. Sau một quá trình dài tu học Phật Pháp, thâm nhập Phật Pháp, rồi quán chiếu cuộc đời, thấy rõ cuộc đời thật sự là khổ đau, thấy rõ mọi người, thấy rõ chúng sinh quả thật là mê lầm tăm tối, mà không biết cái lối mà ra. Thưa đại chúng, thấy rất là thương xót. Đời đời các thế hệ đều như vậy mà thôi, phải không? Cứ sinh ra, lớn lên rồi lầm lũi làm ăn, rồi chết đi. Đời này như vậy, đời sau cũng thế. Đời ông như vậy, đời cha cũng vậy, rồi đời mình cũng thế. Cứ như con cù lần như vậy thôi, thưa đại chúng. Như con dã tràng vậy thôi. Xây xây đắp đắp rồi tan hết, rồi lại xây xây đắp đắp, cứ như vậy. Tự nhiên mình thấy quả thật là một cái sự u mê, mà sao không ai tỉnh ra cả, mà sao không ai nghĩ một cái gì để có thể tìm hiểu xem nó là làm sao, tại sao cuộc đời chúng ta cứ phải như vậy, một cái vòng luẩn quẩn u mê. Lớp trước lớp sau đều như vậy cả, không ai biết, không ai nghĩ cách làm sao để thoát ra, mà tại sao lại phải như vậy. Tự nhiên thầy thấy rất là xót thương với tất cả những cái gì mình tu học được trong Phật Pháp, rất là xót thương, khởi cho mình một cái lòng xót thương vô hạn đối với tất cả mọi người, với chúng sinh. Và chính cái tâm đấy nó khiến cho thầy phát được cái nguyện Bồ Đề. Khi mà thầy phát cái nguyện Bồ Đề quả thật ấy, thầy thấy là nó cũng không phải đơn giản. Đại chúng đã nghe thầy kể câu chuyện mà thầy lấy cái mùi hương thầy châm vào ngực mình ấy, mùi hương cháy đỏ để châm vào ngực mình khi thầy phát nguyện. Thực sự thưa đại chúng, lúc ấy mới biết cái chấp thân của mình nó thế nào, nó rất là khủng khiếp.
không phải dễ gì đâu thưa đại chúng, không phải dễ gì. Đó. Thế và khi mà thầy làm được cái việc đó rồi thì tự nhiên thầy thấy rất là rõ, wow, cái thân này nó tan chảy ra, cảm giác nó rõ ràng, nó tan chảy hết, nó gần như là cái thân không vậy đó. Và sau đó thầy phát nguyện Bồ Đề và thầy cảm nhận được một cái sự rung cảm đối với này cả cái trời đất này, thầy cảm nhận được cái điều đó. Thế và từ đấy thầy linh cảm được rằng cái việc thầy đi tu sẽ thành tựu. À, thưa đại chúng, cho nên thầy tin bây giờ tất cả những cái việc của thầy làm bây giờ đều được cái sự dẫn dắt của cái Bồ Đề tâm nguyện ấy cho đến tận ngày hôm nay, và thầy nghĩ rằng nó sẽ dẫn thầy đi mãi mà đi mãi. Thế thì ở đây thầy muốn nói với đại chúng á, cái việc ấy nó phải là cả một cái tâm thành vào, một cái tâm chí thiết thật sự, một cái tâm đau đớn thật sự, mà có một cái tâm hy sinh thật sự đấy, chứ không phải là chúng ta chỉ nói trên miệng đâu. Chúng ta thấy chúng sinh khổ nhưng mình thực sự chưa cảm thấy rung động trong lòng mình, trái tim mình chưa rung động. Chưa phải nếu ngoài miệng mình nói rằng chúng sinh vô biên thể nguyện độ, nhưng mà trong con tim của mình nó chưa có cái sự rung động, chưa có cái sự thấu cảm, chưa thấy được cái nỗi khổ của chúng sinh giống như mình khổ, thì mình chưa phát được cái nguyện Bồ Đề chân thật đâu, thưa đại chúng. Rất là khó, rất là khó. Đấy, cho nên nếu muốn phát được cái tâm Bồ Đề này thì thầy nghĩ rằng chúng ta phải có một quá trình tu học Phật Pháp thật là tinh tấn đó. Thâm nhập Phật Pháp mới có thể phát được cái tâm Bồ Đề, chứ không phải bỗng dưng chúng ta phát được Bồ Đề tâm đâu, phát Bồ Đề tâm một cách thật lòng đâu. Một người hoàn toàn không hiểu biết gì không thể phát tâm Bồ Đề được, không thể phát tâm Bồ Đề được. Một người chưa từng rèn luyện gì, không có thiện căn, cũng không thể phát tâm Bồ Đề được, thưa đại chúng, không thể phát tâm Bồ Đề được. Đó. Cho nên chúng ta phải tự xác định mình, mình phải rèn rũa, phải tu học hết sức tinh tấn và thâm nhập Phật Pháp mới có thể phát được cái Bồ Đề nguyện này một cách chân thật, chứ không dễ. Chứ không phải nói là tôi đi phát tâm Bồ Đề là tôi phát được cái tâm Bồ Đề đâu. Cái đấy là chúng ta gọi là học thôi. Chúng ta học đòi bắt chiếc chư Phật Bồ Tát chúng ta phát tâm Bồ Đề thôi, bắt chiếc thôi, học đòi, chứ còn thực là mình chưa có. Thực là mình chưa có. Thế cho nên ấy, thầy nghĩ rằng trong cái lễ phát tâm Bồ Đề hôm nay thì chúng ta cũng thế, vẫn là học đòi chư Phật Bồ Tát để chúng ta tập phát tâm thôi, chứ còn thật lòng chúng ta chưa có cái tâm Bồ Đề ấy ở trong lòng. Tâm Bồ Đề ấy phải là một quá trình để chúng ta tu dưỡng rèn luyện thật sự là chân thành mới có thể nảy sinh được cái tâm Bồ Đề, chứ không phải đơn giản. Chúng ta phải tiêu trừ rất nhiều những các cái tập khí ác nghiệp xấu của mình, các cái căn lành của mình phải lớn đủ sức ấy, thì mới phát được, mới nảy ra được cái chồi Bồ Đề ở trong tâm chúng ta, thưa đại chúng. Thế thì hôm nay thầy biết là thầy cũng đã nhiều lần trong các cái lễ phát tâm Bồ Đề trước đây, thầy giảng về tâm Bồ Đề của các vị đại sư, như là của ngài Thật Hiền đại sư, rồi bài khuyến phát Bồ Đề tâm của Thái Tông Hoàng Đế và một số các vị khác nữa, thì chúng ta cũng nghe về tâm Bồ Đề rồi. Wow. Không phải là cái chuyện đơn giản. Tất nhiên cái duyên á, để mà phát tâm Bồ Đề, kích phát để cho chúng ta phát được tâm Bồ Đề thì nó có nhiều cái duyên lắm, nhiều cái duyên để khiến cho chúng ta kích phát cái tâm Bồ Đề này lên. Mà nhưng mà để mà kích phát được, mà chúng ta phát được cái tâm Bồ Đề là chúng ta đều phải tích lũy thiện căn từ trước đó rồi. Wow. Đấy. Như trong kinh và trong các luận nói, để chúng ta phát khởi được tâm Bồ Đề thì nó phải có những, có thể có những cái duyên như thế này.
Thứ nhất là chúng ta nhớ đến ân đức của Phật. Vào nhớ đến ân đức của Phật. Chúng ta thấy Đức Phật đã vô lượng kiếp, Ngài chịu đau khổ ở trong sinh tử mà thực hành các công hạnh đều là vì cứu độ chúng sinh. Chúng ta nhớ cái ân đấy. Chúng ta thấy cha mẹ mình ấy, đối với mình cũng đã là rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà cũng có khi á, nếu mà khó khăn quá, cha mẹ cũng đành phải bỏ mình đó. Chứ không phải không đâu. Nhưng chư Phật Bồ Tát thì không bỏ chúng sinh. Các ngài chấp nhận vào trong luân hồi, lăn lộn trong luân hồi, chịu mọi đau khổ để lân mẫn, để dẫn dắt chúng ta. Thế cho nên mới nói tình thương của chư Phật Bồ Tát thì hơn cả cha mẹ là như vậy. Có nhiều cha nhiều mẹ bây giờ thì nếu mà vào hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, có khi cũng sẵn sàng bỏ cả con. Cái đấy vẫn có. Và có nhiều người đấy, sinh con ra xong rồi bỏ đi, vứt đi. Chuyện đấy vẫn xảy ra. Nhưng mà đối với chư Phật Bồ Tát thì tuyệt nhiên không có cái điều đó. Các ngài không bao giờ bỏ chúng sinh, dù chúng sinh có thế nào ngỗ ngược, ác ngại, các ngài cũng không bỏ. Vì các ngài biết đấy là chúng sinh, nó còn bị vô minh thì nó vậy. Cho nên nói chư Phật Bồ Tát thương chúng sinh hơn cả mẹ thương con. Nếu mà chúng ta nói thì xét trong đời này, chư Phật Bồ Tát với mình chẳng máu mủ ruột ra gì, phải không? Tại sao các ngài lại cứ phải thương mình? Đấy, chúng ta thấy rất lạ. Chư Phật Bồ Tát là như vậy. Các ngài hy sinh một cách vô tư vì chúng sinh, không một mưu cầu tính toán. Không phải nghĩ hôm nay giúp chúng sinh này cái kia là nó phải thế này thế kia. Không cần cả chúng ta nhớ ơn đến ngài đâu. Các ngài khi mà thực hành công hạnh, các ngài không cần để chúng ta nhớ ơn. Đấy, thì chúng ta thấy trên đời này có ai mà hy sinh một cách vô tư như vậy không? Chỉ có chư Phật và Bồ Tát thôi. Các bậc thánh này mới vô tư như vậy được đấy. Thế cho nên đời nay thì có nhiều người ta nghĩ rằng là làm gì có ai tốt như thế. Làm gì có ai tốt như thế. Vì người ta nhìn trong đời thấy toàn là những người ích kỷ xấu xa thôi. Nhìn đâu cũng thấy, nhìn vào chỗ nào cũng thấy, chỉ toàn là người ích kỷ, cái tâm ích kỷ thôi. Cho nên nếu bây giờ nói có một người nào tốt thật, vô tư thật, người ta không tin là có. Nhưng mà thưa đại chúng, tất cả mười phương chư Phật chúng ta, chư Bồ Tát vô lượng, các ngài thành tựu Phật quả đều phải đi từ cái tâm vô tư ấy. Các ngài đều cứu độ, giúp đỡ chúng sinh một cách vô tư. Chúng ta nhìn thấy cái câu chuyện mà Đức Phật xả thân cứu cọp đói đấy, trong tiền kiếp ấy. Năm mẹ con cọp ấy, nó có phải là máu thịt của ngài đâu, có phải là anh em ruột thịt trong kiếp ấy đâu. Nhưng mà khi thấy chúng bị sắp chết ở dưới cái vực sâu, ngài đã tự lăn thân mình xuống và rồi lấy nứa rạch thịt mình ra để cho con cọp nó uống được cái máu của mình, nó có sức mà ăn thịt mình, nó đói quá mà. Đến thưa đại chúng, hay là ngài cắt thân để cứu con chim bồ câu, cắt thịt mình ra. Nhiều kiếp lắm thưa đại chúng. Chư Phật Bồ Tát là thật như vậy. Ngày xưa thầy đọc những chuyện đấy, mình nghĩ thầy cũng nghĩ chuyện này chắc làm gì có thật, nghe nó rất là buồn cười. Vì lúc ấy mình đọc trong cái tâm phàm phu, cái tâm của ích kỷ, vì lợi tính toán. Nhưng sau khi tu tập rồi cũng phát khởi được những cái thiện tâm rồi, thầy mới thấy được rằng quả thật chư Phật Bồ Tát hy sinh thân mình là thật đấy, cái tình thương chân thật đấy. Thưa đại chúng, cái đấy là một cái tình thương chân thật. Cái tình thương ấy nó khiến các ngài không thể làm khác được, không thể làm khác được, sẵn sàng hy sinh thân mạng mình để cứu khổ chúng sinh. Đấy thưa đại chúng, chúng ta thấy trên cái tình thương đấy được gọi là lòng đại bi, nó vô lượng. Lòng đại từ đại bi nó vô lượng, nó cao quý lắm. Trước tình thương á, chúng ta phải cúi đầu là vậy đấy. Trước tình thương yêu ấy chúng ta phải cúi đầu, dù ai đi chăng nữa. Nó vĩ đại lắm thưa đại chúng. Đấy. Cho nên hôm nay á, có những người
nhớ do học Phật Pháp biết được cái ân của Phật đối với mình quá lớn lao. Nhớ cái ân ấy, muốn đền cái ân ấy mà phát Bồ Đề Tâm. Thế thì người này cũng phải nhiều kiếp gieo trồng căn lành rồi. Thưa đại chúng, cái người này cũng phải nhiều kiếp tu tâm biết ơn rồi. Chứ chúng ta cũng nhiều người nghe đến cái ân của Phật như thế mà chúng ta có ai phát được cái tâm đền ơn Phật, phát nguyện Bồ Đề đâu. Nghe qua tai thôi chứ mà có thấy cảm đâu, có cảm thấy đâu. Và thầy có một lần khi mà lễ Phật ấy, xong thì tự nhiên thầy cảm được cái ân Phật mà thầy cứ thế thầy khóc thôi. Khóc rưng rức lên thưa đại chúng. Một cái sự mình thấy đúng thật cái ân của Ngài đối với mình nó quá to lớn luôn. Quá to lớn. Mà đúng là đem thân mạng này, thầy nghĩ rằng hằng xa số kiếp đem thân mạng này, xả thân mạng này ra để đền ơn của Phật cũng không đủ đâu thưa đại chúng. Đến lúc mình thấy được rõ, đem thân máu thịt này ra, trải hằng xa kiếp, xả thân này ra để đền ơn Phật cũng không trả hết được cái ơn của Phật. Lớn như vậy đấy thưa đại chúng. Phải có cái tâm tri ân như thế, sâu sắc như vậy, may ra chúng ta mới có thể nứt khởi được hạt giống Bồ Đề trong tâm mình. Thưa đại chúng, không phải dễ. Đấy là một trong những cái duyên. Cái duyên thứ hai là đền ân cha mẹ, đền ân sư trưởng, vào đều là trong cái tâm biết ơn cả đấy. Nghĩ đến cha mẹ sinh thành ra mình, thấy cái ơn to lớn của cha mẹ. Bây giờ cha mẹ chìm đắm trong luân hồi sinh tử triển miên, cha mình chết đi, mẹ mình chết đi, đọa vào địa ngục làm ngã quỷ ngàn vạn năm, chúng ta thấy khổ không? Nếu chúng ta ở đây có thiên nhãn nhìn thấy được cha mẹ mình tiền kiếp hay là cha mẹ đời này có khi chết cũng đang làm ngạo quỷ hoặc đang trong địa ngục á, rên xiết trong đấy, mà vì miếng cơm manh áo nuôi thân ta mà cha mẹ tạo tội vào. Cha mẹ thì đã mất máu mất thịt để sinh nở ra ta rồi, lại còn vì ta mà tạo tội nữa, để đến bây giờ ta lớn khôn thì cha mẹ đang vào trong ngục, đang rên xiết trong ngục, đang làm quỷ đói lang thang, bị thiêu đốt đau khổ. Thế chúng ta nghĩ được cái này, mặc dù chúng ta chưa có thiên nhãn, nhưng mình cứ coi như mình cứ tin lời Phật đi. Tin lời Phật, chắc Phật không bao giờ nói dối chúng ta. Cha mẹ chúng ta đang ở trong ngã quỷ đấy, đang ở trong địa ngục đấy. Thì chúng ta nghĩ thế nào? Chúng ta có phát được cái tâm đại bi để cứu cha cứu mẹ không? À, mà mình đâu phải một đời cha mẹ đâu, nhiều kiếp có cha có mẹ rồi. Tất cả các cha các mẹ chúng ta đang rên xiết trong ngục, đang ở trong cõi cõi khổ, đang làm súc sinh vào ở một cái rừng hoang nào đấy, đang bị những con thú khác là vồ nó rượt, nó bắt ăn thịt hoảng loạn. Để đại chúng thấy, ngẫm nghĩ như thế thì tự nhiên chúng ta thấy ta không thể ngồi yên vào, cái tâm thương xót nó phát khởi. Nhưng mà để ngẫm được thế, chúng ta phải có một thời gian tích lũy căn lành mới sinh được cái tâm lành ấy đấy. Chứ không phải chúng ta ngồi không mình mà nghĩ ra được. Chưa từng tu dưỡng, chưa từng rèn luyện, người ấy không thể khởi được cái tâm như thế đâu. Đấy. Thế rồi nhớ ân sư trưởng. Không? Sư trưởng khi ta xuất gia, sư trưởng là thay cha thay mẹ mình, là người dẫn đạo cho mình, là chỗ nương tựa cho mình, hết lòng lo lắng cho mình, cũng hy sinh vì mình giống như Phật lo cho mình vậy. Ân nghĩa ấy vô cùng lớn. Thế cho nên mới nói là ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Không phải đơn giản. Nếu người biết suy nghĩ, người biết suy nghĩ mà mới thấy cái ân của sư trưởng cũng lớn, không kém gì ân cha mẹ, còn hơn ân cha mẹ. Vì là cái người tiếp dẫn cho mình bước trên con đường để đi đến chỗ giải thoát, không phải nhỏ. Cho ân sư trưởng là một cái ân lớn trong tứ ân. Thế chúng ta mà biết được cái ân này, mà sư trưởng nhiều khi sao một lòng lo lắng cho mình đó, mà mình không biết đền ơn thì sao nghèo đó. Thế chúng ta nghĩ đến báo đáp ân này, cái tâm thiết tha của sư trưởng, mà chúng ta phát khởi Bồ Đề Tâm, nguyện mình thành
thành Phật, nguyện mình phải quyết chí tu hành. Đó, đấy là một trong những cái duyên. Rồi nhớ tới cái khổ của sinh tử. Đấy, nhớ khổ sinh tử. Chúng ta học Phật pháp quán chiếu cuộc đời, thấy rõ cuộc đời này nó chỉ như là cái chớp, cái tắt, chớp tắt, chớp tắt thôi. Trăm năm cũng thế, rất ngắn. Trăm năm ấy, đại chúng thấy không? Thầy cũng không nghĩ một ngày nào mà mình giờ thành một cái, cũng thành một cái ông năm mấy tuổi rồi, gần 60 tuổi rồi. Không nghĩ thế đâu đại chúng. Nhanh quá. Rồi 20-30 năm nữa thành một ông lão già lõm khõm, nhanh lắm. Không có gì là lâu đâu thưa đại chúng. Đấy các Phật tử ngồi đây, những vị 60-70 rồi, thấy có nhanh không? Nhoáng một cái mình thành ông già, bà già, ông lão cụ rồi, lụ khụ rồi. Nhanh lắm. Cuộc đời này nó như thế đấy. Nó cứ xích dần thôi, xích dần. Nhưng mà rồi cái già cái chết nó đến ngay bên cạnh ta. Rồi một ngày tất cả chúng ta đều phải trực diện, đối diện với cái chết. Tất cả chúng ta, tất cả đại chúng, thính chúng ở đây cũng thế, sẽ một ngày phải đối diện cái chết. Ngày đấy chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Tại sao chúng ta không nghĩ nó đến ngay hôm nay, ngày mai đi, để mình chuẩn bị? Tại sao cứ nghĩ là 30 năm, 50 năm nữa cái chết mới đến với tôi? Chính cái tâm mà cứ đợi chờ, cái tâm mà cứ chờ chờ đợi đợi, thế đợi mấy năm chục năm nữa cơ tôi mới phải lo. Cái tâm ấy là cái tâm Phật gọi là cái tâm rất là si mê. Vì vô thường là không hẹn mà. Vô thường có hẹn mình đâu. Có thể đêm nay mình ra đi, có thể ngày mai mình ra đi, không ai nói trước được. Cho nên thầy nói á, chết là chắc 100%, còn sống là không chắc một chút nào. Có phải không? Hai cái từ sống chết này, thì có từ chết đấy là mình nói chắc 100% đấy. Ai cũng phải chết. Sống thì không ai nói chắc được. Không ai nói sống khẳng định 100% tôi sẽ sống đến ngày này, giờ này. Vì quả thật nó rất bất kỳ. Có những lực sĩ rất là khỏe, nhưng hôm trước khỏe mạnh như thế, còn lên đài thì đâu hôm sau đã chết rồi. Ai biết được đâu. Cái mạng sống của mình nó quá mong manh, nó phụ thuộc vào quá nhiều các yếu tố. Đại chúng thấy, một cái mạch máu ở trong não li ti bé như vậy thôi, nó cũng là làm nên mạng sống của chúng ta. Nếu chỉ đứt một cái mạch rất nhỏ thôi là chúng ta cũng chết rồi. Có phải không? Cái mạng sống này là nó rất mong manh. Trăm ngàn vạn thứ, mình phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố. Mà thiếu một yếu tố ấy là chúng ta chết rồi thưa đại chúng. Thiếu một cái là chết. Cho nên chúng ta thấy nó thật sự là mong manh, không thể nói chắc. Đấy, cái khổ của sinh tử như vậy đấy. Nhưng mà kiếp người chúng ta nó mong manh như vậy, nhưng chúng ta lại cứ tự cõng lên trên nó vô lượng vô biên các khổ não nữa, trăm ngàn vạn thứ lo lắng nữa. Đại chúng thấy không? Tự mình cõng lên à, tự mình buộc vào. Cho nên gọi là phiền não buộc ràng là như vậy thưa đại chúng. Khổ vô cùng khổ. Đấy, nếu quán chiếu được, thấy được cái khổ của sinh tử của chúng sinh này, chúng ta cũng có thể phát khởi được tâm Bồ Đề, muốn thoát cái khổ sinh tử này. Đấy. Thế rồi có những người vì sám hối nghiệp chướng của mình, thấy mình đã lỡ tạo những tội lỗi rất nặng nề, không có cách nào khác để mà tiêu trừ được tội lỗi này, thì duy nhất còn cái phát tâm Bồ Đề đấy thưa đại chúng. Phát tâm Bồ Đề mà chân thật, tiêu hằng xa núi tội luôn thưa đại chúng. Công đức của tâm Bồ Đề nó lớn lao như vậy. Chỉ có chân thật phát tâm Bồ Đề mới tiêu trừ các cái tội mình đã tạo, những cái tội lớn, tội nặng mình đã gây tạo. Đó. Rồi có những chúng sinh thì tự thấy mình đời này quá nhiều những cái điều xấu xa, tội lỗi. Tự kiểm này thấy mình quá nhiều điều xấu xa, hổ thẹn với tội lỗi của mình, mà từ đó phát được cái tâm Bồ Đề, thì người này cũng phải là có căn lành. Từ đời này thấy mình kiểm này từ bé đến giờ, xong mình lắm tội thế, mình đủ thứ ăn chơi chắc táng, đằng điếm đủ trò vào, chửi cha mắng mẹ,
đủ thứ lừa đảo trộm cắp. Và tất cả các tội mình đều có hết. Tự nhiên thấy mình dơ bẩn, thấy mình xấu xa, thấy mình rất là thấp kém hèn hạ, mà phát khởi được tâm Bồ Đề. Này chúng thấy cái người như thế mà phát được tâm Bồ Đề có phải dễ không? Khó lắm đấy, người này nhất khoát phải có căn lành. Nhất khoát phải có căn lành. Tự kiểm thấy mình quá nhiều xấu xa tội lỗi mà phát được cái tâm lành, thì phải nói là người này ấy, trong tiền kiếp đã gieo cái căn lành rồi đấy, gieo căn lành Bồ Đề rồi đấy. Kiếp này cái hạt giống ấy nó mon men, nó nở ra, cho nên mới thấy được ở sau mình lại để cho mình xấu xa như thế. Mình phải khác đi. Và đấy, cái tâm Bồ Đề, cái nhân duyên đấy nó được kích phát. Thế rồi có người thấy được cái sự vĩ đại của Đức Phật, và thấy được cái sự vi diệu của Đức Phật. Khi nói đến công đức của Phật, Đức Phật biết tất cả, Đức Phật thấy rõ hết, Đức Phật là vô lượng trí tuệ, vô lượng thần thông biến hóa. Thấy những cái vĩ đại của Đức Phật như vậy mà mình cũng có thể phát khởi được tâm Bồ Đề. Và thì người này cũng thế, là phải trồng căn lành rất dày. Thế rồi có những người vị trí muốn biết được xem thế giới này nó như thế nào, cái cùng tận của thế giới này là sao, thế giới này có biên tế hay không có biên tế, hữu hạn hay là vô hạn. Mình là một sinh vật nhỏ li ti thế này này, mình muốn biết xem thế giới này đi đến đâu. Thế bây giờ mình bay ra khỏi cái không gian này thì mình cứ bay mãi, mình đi đến đâu? Vì muốn biết được tận cùng của thế giới, muốn khám phá thế giới này, mà người này cũng phát khởi được cái tâm Bồ Đề. Đấy, trong kinh Đức Phật nói đấy cũng là những cái rất đặc biệt. Thì người này cũng phải là người trồng căn lành rất là dày rồi đấy. Như Đức Phật thì cái trí của Ngài mới thấy được tận cùng thế giới này như thế nào. Nào, rồi thấy được cái khổ của tất cả chúng sinh. Như lúc đầu Thầy nói, lớp lớp sinh ra, lớp lớp chết đi. Như cái ruộng lúa, lúa mọc lên rồi đến ngày mọi người gặt lại ngả hết lúa ra, cứ lớp lớp lên thế, lớp ông lớp cha như vậy, chúng sinh cứ như vậy quay vòng, khổ ơi là khổ. Thấy cái khổ của chúng sinh mà tự mình phát tâm Bồ Đề. Thưa chú, bạn như Thầy Thái Minh, Thầy thấy cái khổ này của chúng sinh, thấy khổ thật, thấy chúng sinh cứ mê đầm, cứ say đắm thế, không hề nghĩ một cái khác. Không ai trong cái đời này tự nhiên lóe lên trong đầu mình nghĩ ra một cái ý nghĩ khác người đi. Tại sao lại phải như vậy? Tại sao cứ phải lớn lên rồi phải lấy vợ, phải lấy chồng, xong rồi phải thế này, phải kia, xong rồi chết? Không nghĩ khác đi được là thế nào? Không ai nghĩ khác cả. Ai bắt chúng ta phải như vậy? Đó, thưa đại chúng. Và từ đấy mình thấy cái khổ của cuộc đời, cái khổ của kiếp nhân sinh, mà mình phát được cái tâm Bồ Đề, muốn phá vỡ cái vòng luân hồi này đi, phá vỡ cái sự trói buộc này đi, thưa đại chúng, phát tâm Bồ Đề. Như vậy thưa đại chúng, cái duyên để phát khởi được tâm Bồ Đề có rất nhiều duyên, rất nhiều cái duyên, nhiều cái nhân duyên đó. Nhưng trong tất cả cái nhân duyên ấy đều phải là có một sự tích lũy thiện căn, gieo trồng thiện căn rất sâu dày mới phát khởi tâm Bồ Đề được, thưa đại chúng. Chứ không phải một người dễ dàng phát khởi được tâm Bồ Đề đâu. Thế cho nên nói như vậy để tất cả tăng ni Phật tử chúng ta thấy được rằng, chúng ta để có được cái nguyện Bồ Đề mà chân thật từ trong lòng mình, chúng ta phải thực hành thiện pháp, thực hành Phật pháp một cách thật là tinh tấn. Cho nên hôm nay cũng trong buổi giảng pháp này, thì Thầy muốn rằng tất cả tăng ni Phật tử chúng ta vào đều hứa nguyện với Thầy rằng, đối với thiện pháp không bao giờ thối chuyển. Nghe không? Nghe. Chúng ta phải trồng thiện căn, thực hành thiện pháp với một cái tâm bất thối chuyển, tức là không bao giờ được nói không với việc thực hành thiện pháp. Đại chúng rõ chưa nào?
không được nói không với việc thực hành thiện pháp. Nếu đó là thiện pháp thì phải dấn thân, và kể cả làm mất mạng mình cũng sẵn sàng mình làm đối với thiện pháp. Vì nếu không như vậy, chúng ta không thể nào trồng được gọi là hạt giống bồ đề vào trong tâm mình đâu. Không thể nào mình có thể sau này phát khởi được nguyện bồ đề chân thật đâu. Đấy. Cho nên bây giờ một cái rất là thiết thực đối với tăng ni Phật tử chúng ta, đó là chúng ta hứa nguyện với Phật rằng đối với thiện pháp chúng con là bất thối chuyển. Đối với Phật pháp, thiện pháp là không thối chuyển. Vì chúng ta phải có thiện pháp sâu dày trong tâm thì mới gọi là có căn lành. Căn lành ấy mới giúp chúng ta có thể mọc ra hạt giống bồ đề trong tâm được. Và hạt giống ấy mới nứt ra gọi là phát được nguyện bồ đề được. Chứ không phải bỗng dưng mà có được cái hạt giống bồ đề trong tâm đâu. Cho nên đối với thiện pháp là phải bất thối chuyển. Chúng ta đi trên con đường thiện pháp mà hôm trước thầy cũng chia sẻ với tăng ni đấy. Trên đời này có hai con đường thôi. Một là con đường thiện, hai là con đường ác. Vậy chúng ta chọn con đường nào? Chúng ta chọn con đường nào, đi con đường thiện hay con đường ác đây? Và chúng ta thử nghĩ xem con đường nào sẽ dẫn chúng ta đến được hạnh phúc. Chúng ta tư duy xem nào. Chúng ta chưa đi trên hai con đường này đi, nhưng bây giờ thử ngồi đi tư duy xem, có hai con đường này ở trên đời, đi con đường thiện hay con đường ác, đi con đường nào, và con đường nào sẽ dẫn chúng ta đến được hạnh phúc chân thật. Chúng ta thử tư duy xem. Thầy nghĩ rằng người có trí một chút cũng sẽ biết được ngay. Chắc chắn chỉ có đi trên con đường thiện mới có thể dẫn chúng ta đến hạnh phúc được thôi. Và muốn đến cái gì cao quý tốt đẹp đều phải đi trên con đường thiện. Con đường ác chắc chắn chúng ta linh cảm rằng con đường này không thể đưa chúng ta đến chỗ nào tốt lành hạnh phúc được cả. Đấy. Vì chúng ta nhìn rõ trong đời, bất kể người nào ác đi con đường ác xấu đều bị đau khổ cả. Thì chúng ta tiên lượng được rằng cuối cái con đường ác ấy nó sẽ là khổ quả chắc chắn, không thể nào hạnh phúc an vui được. Cho nên chỉ còn duy nhất con đường thiện, tức là chúng ta phải đặt chân lên con đường thiện, chúng ta phải nguyện mình trở thành người lương thiện, người thiện lương. Chúng ta phải hàng ngày gieo trồng hạt giống thiện vào trong tâm mình. Cho nên Đức Phật mới dạy trong kinh Pháp Cú hôm sau: chư ác bạc tác, chúng thiện phụng hành. Bỏ hết mọi việc ác, tức là chúng ta không đi trên con đường ác nữa, không bước chân trên con đường ác, không làm các việc trên con đường ác ấy nữa. Và chúng thiện phụng hành, phải đặt chân lên trên con đường thiện, phụng hành các điều thiện. Đại chúng nhớ, phụng hành nó khác hẳn với là chúng ta thực hành nhé. Cái chữ phụng này ấy là với tất cả cái tâm cung kính, cái tâm gọi là tuân mệnh đấy. Như là khi chiếu chỉ vua ban, chúng ta phải quỳ xuống hai tay giơ lên mà đón lấy chiếu chỉ. Đấy gọi là phụng chiếu, phụng chỉ của vua. Đại chúng hiểu không nào? Ở đấy Đức Phật gọi là phụng hành. Chúng thiện là phụng hành, tất cả các thiện pháp là phải phụng hành. Chứ không phải chỉ làm với một cách miễn cưỡng, làm cho có đâu, mà phụng hành. Như là chúng ta đón chiếu chỉ của vua vậy đấy. Với tất cả cái tâm cung kính, tất cả cái nhiệt thành của mình, thực hành thiện pháp, không bao giờ chối bỏ thiện pháp. Đấy, đấy là lời Đức Phật dạy đấy. Thế cho nên một cái rất thiết thực nhất để cho chúng ta sau này, ở đây thầy vẫn nói là sau này có được bồ đề nguyện thật sự trong tâm mình, là chúng ta phải khẳng định mình là bước trên con đường thiện, thực hành thiện pháp, bất thối chuyển đối với thiện pháp, bất ngăn ngại với thiện pháp, không được nói không với thiện pháp. Đã là thiện pháp là đón nhận, là phụng hành, là thực hành ngay, không ngăn ngại. Đấy. Dù tán thân mất mạng này cũng không sợ, cũng quyết thực hành thiện pháp. Đấy, chúng ta phải sinh ra trong tâm mình một cái quyết định như vậy. Cái này phải gọi là quyết định tâm. Ở trên đời này có nhiều cái chúng ta chủ trừ, do dự, không thể nào mà thành tựu được.
Những cái người mà hay chần chừ do dự, người này khó thành tựu được lắm. Cho nên khi mà đã nghe thầy phân tích thế này rồi là chúng ta phải quyết định ngay. À, quyết định ngay. Chúng con nhất khoát sẽ đi trên con đường thiện. Chúng con nhất khoát sẽ thực hiện thiện pháp, phụng hành thiện pháp. Không giải gì không phụng hành. Đó. Đấy. Đây chúng ta phải có cái quyết định như vậy. Chứ không còn lờ mà vào con đẻ con xem đã, xem con có quyết định không. Có khi hay đi bên đường ác nó vẫn có cái vui. Cái đấy là cái người dài, không có trí. Dù là chưa biết thiện pháp là cái gì, nhưng mà nghe nói thiện pháp là được lợi ích như vậy, chúng ta cũng sẵn sàng, chúng ta theo. Vì chỉ có hai ác, thiện pháp, thiện và ác thôi mà. Chẳng nhẽ mình là người ác ư? Chẳng nhẽ mình lại trở thành một kẻ ác, một con người ác, đi trên con đường ác ư? Không. Tôi không muốn tôi là người ác. Tôi muốn tôi là con người thiện lương. Tôi muốn tôi là một người tốt đẹp, được mọi người quý báu yêu quý. Rõ ràng như vậy. Cho nên cái việc đầu tiên mà tất cả tăng ni Phật tử chúng ta phải hứa, phải nguyện và phát tâm thực hành, đó là đi trên con đường thiện, thực hành thiện pháp, bất thoái chuyển đối với thiện pháp, không được nói không với việc thực hiện thiện pháp. Đấy, nghe không? Phải phụng hành thiện pháp. Đấy. Đại chúng có nhất trí không? Có nhất trí thì cho thầy một tràng pháo tay. Nghe không? Đấy, cái này là cái đầu tiên để cho chúng ta bước đầu thực tập, để chúng ta sau này thành tựu được cái nguyện Bồ Đề chân thật. Và khi chúng ta trong tâm có cái nguyện Bồ Đề chân thật, chúng ta mới phát cái nguyện ấy ra, thì mới gọi là thật là phát nguyện Bồ Đề nha. Còn hôm nay chúng ta vẫn gọi là học đòi chư Phật, bắt chước chư Phật Bồ Tát để tập phát tâm Bồ Đề, chứ thật chúng ta chưa có nhé. Thì đại chúng phải hiểu rõ cái này cho thầy, chứ không nghĩ rằng hôm nay dự lễ phát tâm Bồ Đề là chúng ta là đã có tâm Bồ Đề rồi. Và không, tâm Bồ Đề gì mà vẫn còn ích kỷ thế? Tâm Bồ Đề gì mà về tính toán chi ly ích kỷ với mọi người? Không biết xả thân, không biết hy sinh một chút nào. Đấy. Thì cái đó không phải rồi, nghe không? Cái người mà đã thật có tâm Bồ Đề là trong tâm người ta tuyệt nhiên không có một ý nghĩ ích kỷ nào hết, thưa đại chúng. Cái người có tâm Bồ Đề nguyện, có nguyện Bồ Đề thật, là trong tâm người ta tuyệt nhiên không có một chút suy nghĩ ích kỷ nào hết. Tất cả cái suy nghĩ của người ta, của cái người có Bồ Đề tâm nguyện đấy, đều vì chúng sinh, đều làm lợi ích cho chúng sinh hết. Thế còn chúng ta còn đắn đo, còn suy nghĩ, còn tư lượng cái này mình được gì, mình không được gì, không phải tâm Bồ Đề, thưa đại chúng. Và kể cả thế này này, nếu chúng ta khởi tâm tính toán rằng tôi hãy phát nguyện Bồ Đề để tôi được lợi ích, để tôi được thành Phật, cái tâm tính toán như thế thì có phát nguyện nguyện ấy cũng không phải nguyện Bồ Đề. Vì nghe thấy giảng mà phát tâm Bồ Đề được nhiều lợi ích, mà tôi phát tâm Bồ Đề tôi được nhiều lợi ích, cái tâm tính như vậy cũng không phải là tâm Bồ Đề, thưa đại chúng. Nó như vậy đấy. Cho nên người mà chân thật có nguyện Bồ Đề, lúc ấy nó không có tính toán, nó chỉ có một cái lòng thật sự là vì chúng sinh, vì muốn cứu khổ chúng sinh, thưa đại chúng, muốn làm lợi lạc cho chúng sinh. Cái người ấy chỉ có tâm hy sinh mà thôi, trong cái tâm hy sinh đấy tuyệt nhiên không có tính toán, không có tính toán. Thực sự ở đây thầy nói ngay, như các chiến sĩ của chúng ta nhiều khi ra trận thế, chỉ có cái tâm chiến đấu hy sinh thôi. Vì độc lập tự do của tổ quốc, chứ lúc ấy cũng không nghĩ là mình hy sinh thế này để rồi sau mình về mình sẽ được cái kia, mình được ghi danh, mình được nọ kia, nghĩ thế không bao giờ hy sinh nổi, thưa đại chúng, không có. Cho nên cái tâm tính toán, cái tâm ích kỷ vụ lợi không bao giờ có mặt trong tâm Bồ Đề cả. Đấy, đại chúng thì nhớ như vậy đấy. Mà muốn như thế thì chúng ta phải thế nào? Phải thực hành thiện pháp thật nhiều, thật sâu dày mới được. Thật sâu dày mới được. Chứ còn nếu mà không học thiện pháp, không thực hành thiện pháp, không bao giờ chúng ta có thể có tâm Bồ Đề. Thế đại chúng, mấy hôm rồi cũng đã được tụng những bài kinh về phát nguyện Bồ Đề của các Đức Phật, các Đức Bồ Tát, và chúng ta thấy rất vĩ đại. Các ngài đều là cái nguyện xả thân hết ấy.
Cho nên ấy, mới nói rằng một cái người mà chân thật phát nguyện Bồ Đề thì người ấy làm lợi ích cho chúng sinh vô lượng. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy ấy, cái người phát tâm Bồ Đề, sơ phát tâm Bồ Đề thôi, thì cũng giống như thái tử vừa mới sinh ra. Thái tử dẫu vừa mới sinh ra nhưng mà đã cao quý hơn tất cả các quan thần trong triều. Vì các quan dù là quan nhất phẩm đi chăng nữa, phải không? Thì cũng vẫn là gì? Là quan, không phải là dòng dõi của nhà vua. Nhưng thái tử là dòng dõi nhà vua, thái tử sẽ lên ngôi vua. Cho nên tâm Bồ Đề là cái người mới sơ phát khởi tâm Bồ Đề thôi, nhưng mà là chân thật Bồ Đề nguyện ấy, người ấy cũng cao quý hơn tất cả các hàng thanh văn đấy. Nếu trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói thế, đó lớn lắm thưa đại chúng. Mà nói tâm Bồ Đề là sao? Là chúa tể của tất cả các thiện pháp. Và cũng trong kinh Hoa Nghiêm mới nói, nếu quên mất tâm Bồ Đề mà thực hành các thiện pháp thì chúng ta vẫn là hành động theo ma vương, thưa đại chúng. Thấy chưa? Chứ không phải chuyện thường đâu nhé. Vẫn là hành động theo ma vương, cái đấy là sự thật đấy. Cho nên chúng ta phải nhớ thực hành tất cả các thiện pháp để phát nguyện Bồ Đề. Không bao giờ quên cái việc phát nguyện Bồ Đề của mình cả. Không bao giờ quên cái tâm Bồ Đề của mình cả. Đại chúng nhớ, nếu nghĩ chỉ làm thiện để kiếp sau hưởng, đấy là hành động theo ma vương. Mà làm thiện rồi thì có phước thì rồi phải hưởng phước. Thưa đại chúng, cái người có phước mà không hưởng phước ấy phải là cái người có trí giác Bồ Đề. Chứ còn hầu hết tất cả chúng sinh khi có phước đều phải hưởng phước hết đấy. Nó bắt phải hưởng ấy, thưa đại chúng. Thế còn cái người có phước không thèm hưởng, rũ bỏ tất cả cái đấy, người ấy phải có tâm Bồ Đề ở trong. Chúng ta thấy thái tử Tất Đạt Đa đấy, phải không? Sinh ra trong cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con yêu như thế, mọi cái thủ diệu như thế, đợi chờ mình như thế, đầy đủ hết, nhưng mà ngài rũ bỏ một cái rất nhẹ nhàng. Thì cái người đấy là phải có cái tâm Bồ Đề rất lớn mới rũ được. Cho nên tâm Bồ Đề nó mới rũ bỏ được tất cả, mới viễn ly được tất cả các cái dục lạc. Chứ còn chúng ta không có tâm Bồ Đề, cái viễn ly chúng ta vẫn là viễn ly rất là tạm bợ thôi, chẳng qua nhiều khi là bị ép buộc thôi. Chứ rồi viễn ly xong rồi vẫn lại trở lại quay về. Chứ chưa thật, chỉ có cái tâm Bồ Đề mới giúp chúng ta chân thật viễn ly các dục, viễn ly ác pháp được thôi. Đấy, cho nên mới nói tâm Bồ Đề là chúa tể của thiện pháp là vậy. Tâm Bồ Đề cao quý như vậy, là nhu mẫu của chúng sinh, tức là cái sữa mẹ của tất cả chúng sinh. Mà cái sữa này là sữa nuôi lớn chúng sinh thành tựu được đạo nghiệp, đạo quả, chứ không phải nuôi chúng sinh ở trong luân hồi sinh tử. Nên tâm Bồ Đề quý báu như vậy, chúng ta thấy không phải đơn giản. Cho nên qua cái buổi hôm nay, thầy muốn tất cả đại chúng tăng ni Phật tử thấy được sự cao quý của tâm Bồ Đề. Một người chân thật phát tâm Bồ Đề thì chúng sinh trong tam giới này tiêu được vô lượng tội, được lợi lạc vô cùng. Thế cho nên mỗi chúng ta đều thấy được cái ý thức trách nhiệm của mình. Mình phải tu tập, phải thực hành thiện pháp thế nào để cho mình phát được cái nguyện Bồ Đề một cách chân thật. Cái đấy mới quý, cái đấy mới thay đổi số mệnh của mình được, thưa đại chúng. Không thì chúng ta đời đời kiếp kiếp chỉ là kẻ ăn mày thôi, thưa đại chúng. Gọi là mình ăn mày Như Lai thôi, mà không bao giờ dám nghĩ rằng mình chính là con của Như Lai, chính mình là dòng giống của vương tử. Nếu mà không phát được cái tâm Bồ Đề này thì đời đời kiếp kiếp chúng ta chỉ tự nghĩ, chỉ giam mình ở trong cái hàng ăn mày thôi. Đại chúng thấy, có học pháp Phật cũng vẫn chỉ là ăn mày cái kiểu thôi. Cho nên phải làm thế nào để mà phát khởi được tâm Bồ Đề, lúc ấy mới dám, mới thật sự nghĩ mình là chủ của cái gia tài pháp bảo này. Mình mới thật sự là người con chân chính thừa tự cái gia tài của Đức Như Lai. Mình mới là một thái tử đàng hoàng trong giáo pháp Như Lai, thưa đại chúng. Chứ còn bây giờ chúng ta vẫn là kẻ ở bên ngoài, lan man bên ngoài, mon men bên ngoài thôi, nhặt cơm thừa canh cận thôi. Chúng ta chưa dám bao giờ thật sự mình phát được tâm Bồ Đề, thưa đại chúng. Nó vĩ đại lắm, nó đổi hẳn số mệnh của mình
cái mạng mình luôn. Mình trở thành con người khác luôn. Thưa đại chúng, không phải kẻ tầm thường được. Cho nên trong kinh nói, ai xúc phạm người phát tâm bồ đề chân thật, ai hại người phát tâm bồ đề chân thật thì quả báo khôn lường rất là nặng nề, không phải chuyện nhỏ. Không khác gì sát hại một vị Phật đâu, thưa đại chúng. Vậy đấy, ông thấy cái tâm bồ đề nó lớn nào, nó quý báu như vậy. Cho nên mười phương chư Phật đều thành Phật là do phát tâm bồ đề hết. Các ngài từ lâu xa, hằng hà sa số kiếp đã phát tâm bồ đề, phát nguyện bồ đề và thực hành công hạnh bồ đề. Đó thưa đại chúng, tâm bồ đề cao quý vô cùng, cao quý lắm. Không có tâm bồ đề chẳng thể thành Phật, chẳng làm lợi ích được cho chúng sinh. Đại chúng thấy nó quý lắm. Ở trong đời này đây này, nếu có một ai bây giờ tự nguyện xả thân mình vì chúng sinh các vị, đại chúng thấy hiếm không? Hiếm lắm. Ai cũng chỉ lo cho mình thôi, cho gia đình mình, cho vợ con mình, cho bố mẹ mình. Đấy, đại chúng thấy tất cả hầu hết chỉ thế thôi. Có ai không? Ai phát khởi một cái tâm rộng lớn vì tất cả chúng sinh không? Thấy cái khổ của tất cả chúng sinh này mà xả thân mình ra, lăn thân mình vào để làm các việc để cứu khổ chúng sinh không? Không nghĩ gì cho mình, không có cái chữ mình ở trong đấy. Làm tất cả mọi việc không có cái chữ mình ở trong đấy. Thưa đại chúng, hiếm lắm. Thì người đấy có đáng quý không? Cái người có cái tâm ấy có đáng quý không? Có xứng đáng để cho chúng ta phải đảnh lễ không? Thực sự thưa đại chúng, trước cái tâm ấy, trước cái nguyện ấy, chúng ta phải đảnh lễ thật sự. Vô cùng quý báu. Kể cả chúng chư thiên cũng chưa hẳn có được những cái tâm như vậy, thưa đại chúng. Cho nên chúng chư thiên do làm phước thiện được sinh thiên, gặp một hành giả phát tâm bồ đề cũng phải cúi đầu đảnh lễ. Vì cái tâm lượng của người ta nó rộng lớn như vậy, nó cao quý như vậy, không phải cái tâm bình thường, thưa đại chúng. Đấy, tâm bồ đề lớn như vậy, quý như vậy đấy. Thế cho nên hôm nay thì thầy nói qua như vậy để đại chúng, thứ nhất là ý thức được rằng chúng ta mới chỉ là học đòi chư Phật Bồ Tát thực tập tập phát tâm phát nguyện thôi, chứ còn chúng con thật là vẫn chưa có bồ đề tâm ở trong mình, chưa có bồ đề nguyện ở trong mình. Và chúng con hứa với Phật rằng từ hôm nay chúng con quyết đối với thiện pháp là bất thối chuyển, xả thân để thực hiện thiện pháp, không bao giờ từ chối từ bỏ thiện pháp. Phải như vậy, phải kiên quyết dứt khoát. Đây là một cái việc đầu tiên để chuẩn bị tâm chúng ta vào, để cho hạt giống bồ đề nó có chỗ nó nảy sinh. Cái tâm không chuẩn bị được các thiện pháp này, không bao giờ hạt giống bồ đề nó vào đấy mà nó nảy sinh ra được. Đại chúng rõ chỗ này chưa? Đó. Thế thì kính thưa đại chúng, hôm nay thầy nói nhiều về cái nguyện bồ đề chân thật để đại chúng thấy mà nó không phải đơn giản, không phải đơn giản, mà nó lại rất là quý báu, rất là cần thiết cho tất cả chúng ta. Chúng ta đã là đệ tử Phật, tiếng là con Phật thì không thể nào không thành Phật được. Và mà muốn thành Phật phải có chất liệu tâm bồ đề này, mà muốn có tâm bồ đề thì phải từ thiện pháp tích lũy cho đầy đủ, bất thối trên con đường thiện pháp mới được. Mà dứt khoát và rõ ràng, mình phải đi trên con đường thiện, phải thực hành thiện pháp, không thối chuyển với thiện pháp mới được. Đấy là cái bước đầu tiên của chúng ta nhé. Thế thì hôm nay trước khi vào lễ phát tâm bồ đề, thầy có mấy lời chia sẻ với toàn thể đại chúng tăng ni Phật tử, để chúng ta thấy được cái giá trị của tâm bồ đề như vậy, nó cao quý như vậy. Và để có tâm bồ đề chân thật, chúng ta phải thực hành như vậy thì mới được. Thầy mong đại chúng hiểu được, hiểu rõ, để rồi chúng ta đối với tâm bồ đề là chúng ta không bao giờ chúng ta quên, chúng ta hướng tới tâm bồ đề, phát nguyện sẽ có ngày đủ duyên để phát bồ đề chân thật nhé.